Xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các giáo viên và các con thân yêu chuẩn bị làm lễ khai giảng năm học 2019-2020. Xin mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng toàn thể các con thân yêu đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ! Chào! Thôi! Xin mời các quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và các con thân yêu an tọa. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng toàn thể các con thân yêu. Tháng 9 hàng năm là một dịp đặc biệt của trường Mầm non Khương Trung. Đây là thời gian nhà trường được đón nhận thêm những thành viên mới đến với ngôi nhà chung Mầm non Khương Trung, để bắt đầu những chặng đường đầu tiên đầu đời của các con đến với một thế giới mới. Lời đầu tiên, nhà trường muốn gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh đáng kính đã tin cậy lựa chọn trường Mầm non Khương Trung là nơi gửi gắm các con đến đây để luyện tập, rèn luyện, cùng trải qua những kinh nghiệm nuôi dưỡng để nuôi ước mơ, để nuôi dưỡng những ước mơ đầu đời của các con. Niềm tin của các con và phụ huynh chính là động lực của nhà trường. Trong không khí vui tươi phấn khởi ngày hôm nay, lễ khai giảng năm học 2019-2020 vinh dự được chào đón các quý vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy phường Khương Trung. Bà Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường. Bà Lê Thị Phương Hảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể tập thể các giáo viên, nhân viên và các con thân yêu của trường Mầm non Khương Trung. Sau đây, xin kính mời ông Vũ Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy phường Khương Trung lên có đôi lời phát biểu. Xin mời ông. Xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Xuân Phú. Xin mời bà Phạm Thị Hiền lên nhận bó hoa tươi thắm từ ông Vũ Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy của phường Khương Trung. Sau đây, chương trình văn nghệ chào mừng năm học 2019-2020 xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là tiết mục của cô và trò trường Mầm non Khương Trung với nhóm múa Hoa Mặt Trời qua điệu múa truyền thống đặc sắc. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn nhóm múa Hoa Mặt Trời qua bài múa vô cùng đẹp và đặc sắc vừa rồi. Để tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ được gặp gỡ và thưởng thức một giọng ca vàng của trường Mầm non Khương Trung. Cô là một giáo viên ưu tú của trường Mầm non Khương Trung, luôn được yêu mến với sự gần gũi, trẻ trung và nụ cười rạng rỡ trên môi, với tâm huyết luôn yêu nghề, mến trẻ. Vâng, xin một tràng pháo tay chào đón cô giáo Vũ Kim Tuyền với ca khúc Cô Giáo Về Bản. Xin cảm ơn nhóm múa Hoa Mặt Trời qua tiết mục múa vô cùng đẹp và đặc sắc vừa rồi. Và để tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ được gặp gỡ và thưởng thức một giọng ca vàng của trường Mầm non Khương Trung. Cô là một giáo viên ưu tú của trường Mầm non Khương Trung, luôn được yêu mến bởi sự gần gũi, trẻ trung và nụ cười luôn nở trên môi, với tâm huyết yêu nghề, mến trẻ. Vâng, xin một tràng pháo tay chào đón cô Trần Thanh với bài hát Cô Giáo Về Bản. Qua một thời gian ngắn cùng với sự luyện tập của cô và trò, ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta một tiết mục nhảy hiện đại vô cùng sôi động qua sự thể hiện của các bé khối mẫu giáo lớn. Các con thấy các bạn khối mẫu giáo lớn này có đẹp không? Vâng, vậy tại sao chúng ta không dành một tràng pháo tay cho các bạn lần nữa nhỉ? Ừ. Để kết thúc phần văn nghệ chào mừng năm học 2019-2020 ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Mùa Thu Ngày Khai Trường do top ca các cô giáo của trường Mầm non Khương Trung biểu diễn. Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học 2019-2020 của trường Mầm non Khương Trung đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị đại biểu,
các vị khách quý cùng toàn thể các giáo viên và các con thân yêu của trường mầm non Phương Trung chúc các con có một năm học mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn.